Lời Chúa, ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 19 thường niên, ngày 13 tháng 8 năm 2020. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xung phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Lời Chúa, ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 19 thường niên, ngày 13 tháng 8 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 13 tháng 8. Mỗi ngày 13 chúng ta nhớ sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Từ ngày 13 tháng 5 đến 13 tháng 10 năm 1917 với Lucia, Jacinta và Francisco và ba mệnh lệnh của mẹ. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Vâng, thưa anh chị em, ba mệnh lệnh của mẹ đã cứu thế giới khỏi cuộc đại chiến thế giới. Và ngày hôm nay trong cơn đại dịch, chúng ta khẩn nài tha thiết xin mẹ, mẹ của lòng thương xót, một danh hiệu mới mà Đức Thánh Cha Francisco mới thêm vào trong kinh cầu Đức Bà. Xin mẹ lòng thương xót, xót thương đến những người dân nghèo khổ, ốm đau bệnh tật, vì chiến tranh, vì virus corona, dịch tễ, dịch tả, đủ mọi thứ dịch, trong đó có những cơn dịch mà nó làm cho con người ta càng ngày càng xa lìa lòng thương xót của Chúa. Mỗi ngày thứ năm, anh chị em cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, cho Đức Thánh Cha, các hồng y giám mục, linh mục tu sĩ, và cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Chúng ta nhớ đến các linh mục đang nằm trên giường bệnh, nhất là những linh mục tu sĩ chiến đấu trên mặt trận, đưa mình Thánh Chúa hoặc là sức dầu, hoặc là thăm những người bệnh mà bị nhiễm virus corona. Đã có các giám mục, linh mục tu sĩ qua đời vì nhiễm virus corona khi làm công việc mục vụ. Cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ vẫn đang chiến đấu trên mặt trận đó. Cầu nguyện cho những linh mục tu sĩ già, bệnh và đang nằm trong nhà hưu. Trong cái cô quạnh đó, xin Chúa an ủi, nâng đỡ, che chở. Và chúng ta cầu nguyện để cho ước mơ có một nơi cho các cha già hưu đến với gọi là ốc đảo lòng thương xót, đến với khu nghỉ dưỡng lòng thương xót, để các cha nghỉ ngơi và chăm sóc phần linh hồn cho những người giáo dân đến xin đơn giản, đó là xưng tội hoặc là bàn hỏi thiêng liêng, để các cha cảm thấy mình không có vô dụng, cảm thấy mình không có bị vắt chanh vào vỏ, cảm thấy mình vẫn còn hữu dụng cho căn chiên của mình, không có mặc cảm là già, bệnh, hưu, rồi thất vọng, cuối cuộc đời. Trân trọng, yêu mến các người mục tử ấy, chúng ta cầu nguyện cho các cha. Và ngày thứ năm, anh chị em cũng cầu nguyện cho ơn thiên triệu, cho có nhiều bạn trẻ dấn thân vào việc phục vụ giáo hội trong đời sống dâng hiến, là tu sĩ, là linh mục.
và cầu nguyện cho những người mục tử đang ở trong sương mù, vì gặp thử thách chưa vượt qua được, vì những khủng hoảng về tâm lý, về tâm linh. Xin Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đoái thương đến tất cả những mục tử ấy. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 19 thường niên, bài đọc một năm chẵn, trích trong sách Ngôn sứ Ezekiel chương 12 câu 1 đến câu 12. Bài trích sách Ngôn sứ Ezekiel: Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, hỡi con người, ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn, giữa những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy, những kẻ có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là một nòi phản loạn. Về phần ngươi, hỡi con người, hãy chuẩn bị hành lý đi đày, và hãy đi đày giữa ban ngày trước mắt chúng. Ngươi sẽ đi đày, rời chỗ ngươi đang ở mà tới một chỗ khác trước mắt chúng. May ra chúng sẽ nhận thấy mình là một nòi phản loạn. Ngươi hãy đem hành lý của ngươi ra ngoài như hành lý của kẻ đi đày giữa ban ngày trước mắt chúng. Và chiều đến, ngươi sẽ ra đi trước mắt chúng như một kẻ phải đi đày. Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét tường mà đưa hành lý ra. Trước mắt chúng, ngươi sẽ vác hành lý lên vai mà ra đi lúc trời tối. Ngươi sẽ che mặt để khỏi nhìn thấy xứ sở, vì ta đã biến ngươi nên điềm báo cho nhà Israel. Tôi đã làm y như lệnh Đức Chúa truyền cho tôi. Giữa ban ngày, tôi đã đem hành lý của tôi ra ngoài, hành lý của kẻ đi đầy, và chiều đến, tôi lấy tay khoét tường, tôi ra đi lúc trời tối và vác hành lý lên vai trước mặt họ. Sáng hôm sau, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, hỡi con người, chẳng phải nhà Israel, nòi phản loạn, đã nói với ngươi, ông làm gì thế sao? Ngươi hãy nói với chúng, Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này, sấm ngôn ấy nhằm nói về ông Hoàng ở Jerusalem và toàn thể nhà Israel ở trong thành. Ngươi hãy nói, tôi là điềm báo cho các ông, tôi đã làm thế nào thì sẽ xảy ra cho họ như vậy. Họ sẽ phải đi tù, đi đày. Ông Hoàng đang ở giữa họ sẽ vác hành lý lên vai lúc trời tối và sẽ ra đi. Họ sẽ khoét một lỗ trên tường cho ông chui qua. Ông sẽ che mặt để chính mắt khỏi nhìn thấy xứ sở. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm. Cha ông ta đã từng thử thách phán lại Chúa Chi Tôn, lệnh người đã ban truyền, họ chẳng tuân chẳng giữ. Họ xa lìa, phản bội, chẳng khác gì cha ông, luôn trao chớ thất thường như canh cung sai chạy. Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm. Họ lập đàn thờ quay mà trêu giận Chúa Trời, lại tôn sùng ngẫu tượng khiến chúng phá Chúa phải ghen tuông. Nghe thấy thế, người nổi cơn thịnh nộ, quyết tình ruồng rẫy Israel. Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm. Hòm bia thanh tượng trưng uy quyền vinh quang Chúa, người cũng để tay thủ chiếm đoạt mang đi. Qua bất bình với dân được chọn làm gia sản, người phó mặc họ cho lưỡi gươm hung tàn. Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm. Hallelujah, hallelujah. Xin tỏa anh tôn nhan rạng người trên tôi tơ Chúa, thanh trí Ngài xin dạy bề tôi. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Matthew chương 18 câu 21 đến chương 19 câu 1. Matthew 18, 21 đến 19, 1. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng, Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp, Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7.
Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống van xin: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã thà hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế. Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đan. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nghe lời Chúa trong sách Cựu Ước hoặc là trong Tân Ước. Trong Tân Ước thì có 4 sách Tin Mừng. Và khi nghe lời Chúa, anh chị em thấy một điều, đó là cái cách của Chúa, cái cách giáo dục, cái phương pháp sư phạm, cách huấn giáo của Chúa đúng là bậc thầy về mặt sư phạm, về mặt tâm lý, về cách thức truyền đạt. Người ta vẫn nói Chúa nói những điều cao siêu một cách đơn giản, còn chúng tôi, những người đi rao giảng, thì nói những điều đơn giản một cách cao siêu. Cho nên người ta gọi tôi là chuyên viên gây mê. Nó bảo cha là chuyên viên gây mê. Nhưng mà cái này còn ghê gớm hơn. Mà sao vậy? Thì mỗi lần cha giảng thì chúng con ngủ. Mà cha còn bị nặng hơn nữa là chuyên viên gây mê không hồi sức. Thế chị em, nằm luôn không hồi sức nữa được. Thế thì tôi thấy Chúa Giêsu nói những điều cao siêu một cách đơn giản, còn mình thì ngược lại, nói những điều đơn giản một cách cao siêu. Bảo vậy để làm gì? Để chứng tỏ mình là người học cao, hiểu rộng, biết nhiều, cho nên phải nói cao siêu. Chứ nói bình thường quá, nói bình dân quá, người ta lại đánh giá mình là không có trình độ. Thưa anh chị em, người thực sự có trình độ là người có thể truyền đạt được cho người khác điều mà mình muốn truyền đạt. Người có trình độ thực sự là người làm cho người nghe có thể hiểu được điều người ấy muốn nói, muốn truyền đạt. Chứ không phải người có trình độ là người phải tỏ ra mình cao siêu, nói những điều để người ta không hiểu, để người ta tưởng rằng mình có trình độ cao hơn người ta, cho nên người ta mới không hiểu. Một bậc thầy thực sự là một bậc thầy mà có thể truyền đạt được cái ý của mình cho người khác một cách rất là rõ ràng, cụ thể, đơn giản, chính xác. Anh chị em đọc trong Cựu Ước, trong Tân Ước, lời Chúa ngày hôm nay mình thấy có những chuyện chỉ cần nói một vài câu xong, nhưng mà Chúa
lấy nguyên một cái câu chuyện để diễn tả ra cho người ta thấy rõ như là trước mắt mình, thấy như là mình là những nhân vật ở trong đó. Anh chị em, trong sách ngôn sứ Ezekiel, Đức Chúa nói với tôi rằng là người đang sống giữa một giống nòi phản loạn, giữa những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy, những kẻ có tai để nghe mà không nghe. Có phải là họ không có điều kiện đâu, Chúa tạo điều kiện cho họ. Có mắt để nhìn mà nó không chịu nhìn, có tai để nghe mà nó không chịu nghe, vì chúng là một nòi phản loạn. Và để cảnh báo, để nhắc nhở, để cho người ta quay trở về, Chúa không chỉ nói nhưng mà muốn có những hành động cụ thể. Thay vì sai Ezekiel đi nói rằng là phải trở về, không trở về thì sẽ bị thế này, bị thế nọ, bị thế kia, nói vậy chắc nó cũng chẳng nghe. Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa không muốn trừng phạt con người, chỉ muốn cứu thôi. Con người đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Ngay trong cựu ước, một Thiên Chúa cũng giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa chỉ muốn cho người ta sám hối quay trở về, đừng chạy theo những thần ngoại khác. Đơn giản như vậy. Nếu ngươi nhận ta là Chúa, ngươi là dân của ta, thì ta sẽ chăm sóc ngươi. Nhưng mà vì ngươi không nhận, ngươi chạy theo tà thần, cho nên Chúa phải trừng phạt. Mà trước khi trừng phạt, Chúa dùng nhiều cách để nhắc nhở, dùng người đến để nói, mà nói không phải bằng lời mà bằng những hành động kỳ cục. Nói trước mặt người ta, làm trước mặt là hãy chuẩn bị hành lý đi đầy, và hãy đi đầy giữa ban ngày trước mắt chúng. Ngươi sẽ đi đầy rồi ngươi rời chỗ ngươi đang ở tới một nơi khác trước mắt chúng. May ra chúng sẽ nhận thấy mình là một nòi phản loạn mà quay trở về. Nói là nếu mà không nghe là Chúa sẽ bắt đi đầy, không nghe, không hiểu. Rõ ràng đây là đi đầy là như thế này, tôi xách đồ và tôi phải đi đầy như thế này. May ra cái nòi phản loạn đó. Rồi ngươi hãy đem hành lý của ngươi ra ngoài như hành lý của kẻ đi đầy giữa ban ngày trước mắt chúng. Toàn là làm giữa ban ngày trước mắt chúng. Và chiều đến ngươi sẽ ra đi trước mắt chúng 4 lần, như kẻ bị đi đầy. Trước mắt chúng ngươi sẽ khoét tường mà đưa hành lý đi 5 lần. Trước mắt chúng ngươi vác hành lý lên vai 6 lần. Và ra đi lúc trời tối, ngươi sẽ che mặt để khỏi nhìn thấy xứ sở, vì ta sẽ biến ngươi nên như điểm báo cho nhà Israel. Có những điểm báo, những dấu chỉ, Chúa nhắc nhở con người để sám hối quay trở lại. Như Chúa Giêsu nói là trước khi người đến lần thứ hai, sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Có chiến tranh, có thiên tai, có hỏa hoạn, có lũ lụt, có dịch tễ, đủ thứ hết. Nhưng chưa phải là hết đâu. Vì nếu mà là hết thì là chết. Những điểm đó để làm gì? Để nhắc nhở người ta nào, hãy ăn năn đền tội. Hãy ăn năn đền tội, hãy mau mau quay trở về để khỏi bị lưu đày, khỏi bị trừng phạt, khỏi bị lãnh những hậu quả do tội của mình gây ra. Mà người ta có chịu nghe đâu. Thời Israel nó không chịu nghe. Tôi đã làm y như Đức Chúa truyền cho tôi. Giữa ban ngày, tôi đem hành lý của tôi ra ngoài, hành lý của kẻ lưu đày. Và chiều đến tôi lấy tay khoét tường và vác hành lý lên vai trước mặt họ. Thế mà họ vẫn không chịu quay lại, không chịu quay trở về, không chịu nhận ra lỗi của họ. Cuộc sống của chúng ta cũng thế, thưa anh chị em. Chúa cũng phải nói rằng là hỡi con người nòi phản loạn, ngươi sẽ phải đi tù, đi đày. Ông hoàng đang ở giữa họ sẽ phải vác hành lý lên vai lúc trời tối. Họ sẽ khoét một lỗ trên tường cho ông chui qua. Ông sẽ che mặt để chính mắt khỏi nhìn thấy xứ sở mình. Bao nhiêu những cái dấu chỉ, bao nhiêu cái điểm lạ Chúa để cho Israel
thấy, nghe, nhưng họ vẫn nòi phản loạn, không chịu thấy những điều cần phải thấy, không chịu nghe những điều cần phải nghe. Và kết quả là, như em thấy lịch sử đã chứng minh, dân Israel mất nước, bị đi lưu đày. Ngày hôm nay, chúng ta đang thấy có những cái hiện tượng xảy ra trên thế giới này. Có chiến tranh không? Có bạo loạn không? Có thiên tai, bão lụt, sóng thần, dịch tễ không? Tất cả những cái đó là những cái dấu chỉ, những cái điểm báo, những cái lời cảnh báo. Chúa nhắc nhở con người rằng hãy mau quay về với Chúa đi, nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa đi. Ấy thế mà nó có mắt mà nó không nhìn, có tai mà nó không chịu nghe. Thay vì quay trở về thì ngoan cố hạ hết thánh giá trong nhà thờ xuống. Thay vì nhận biết Chúa thì lại hạ tất cả tượng ảnh Chúa, Đức Mẹ các thánh xuống, treo hình lãnh tụ lên. Thay vì hát lời ca ngợi Chúa trong nhập lễ thì bắt người ta hát một cái bài tôn vinh lãnh tụ. Là sao? Rồi 40 ngày, 50 ngày mưa ròng rã như vậy mà họ vẫn không chịu nhận ra, vẫn nòi phản loạn, không nhận ra, chết đến nơi mà vẫn không nhận ra. Còn dám tuyên bố rằng là thiên nhiên là kẻ thù của đất nước. Đất nước mình họp nhau lại để mà chống lại kẻ thù chung là thiên nhiên, là thiên tai, là bão lụt, là sóng thần, là lũ lụt, là mưa, ngày mưa đêm, chống đi. Đây thưa anh chị em, chuyện trong Kinh Thánh đã xảy ra như vậy, trong lịch sử đã chứng minh con người ta nòi phản loạn phải lãnh hậu quả như thế nào. Và bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu là người độc tài, bao nhiêu là đế chế, bao nhiêu là triều đại đã phải sụp đổ. Có khi như Liên Xô và những nước Đông Âu sụp đổ tan tành, không tốn một viên đạn. Anh chị em còn nhớ chứ ạ? Mà ta vẫn không nhận ra. Nhưng mà khổ nỗi, chính những người đang sống ở trong nước tự do lại cũng chẳng nhận ra. Thay vì là thấy được những dấu chỉ cảnh báo của Chúa để mà quay trở lại, thì bây giờ chính ở những nước tự do ấy họ cũng lại đốt nhà thờ, họ cũng lại đi đập phá những cửa tiệm, rồi cũng đi cướp bóc mà lấy danh nghĩa là để chống phân biệt chủng tộc là thế nào. Chỉ có một người lỡ bị chết mà cái người đó bản thân cũng đáng phải kết tội vì đã phạm bao nhiêu cái điều lỗi trước mặt xã hội, luật pháp đã vi phạm. Chứ có phải là một vị thánh tử đạo đâu mà tôn vinh. Có phải là một người vô tội đâu. Đang bị kết tội mà. Vì vi phạm luật pháp, cướp bóc, gì đó đủ thứ chuyện. Mà bây giờ người ta lợi dụng cái đó để người ta đi cướp phá. Rồi chính trị lại xen vào, lợi dụng cái đó để mà đi vận động tranh cử. Thì ta thấy rõ ràng là mình đừng có trách nước này nước kia. Được tự do cũng thế, mà không tự do cũng nòi phản loạn, không nhận biết Chúa. Cho nên tất cả cho tới bây giờ, gần một năm trời rồi, mà đã tìm ra được vaccine mà chích ngừa virus corona đâu, đã tìm ra thuốc để mà chữa trị virus corona đâu. Không những thế mà virus corona chủng loại mới nó còn nguy hiểm hơn, lây nhanh hơn, chậm phát hiện hơn, và nó kéo dài cái thời gian phát hiện mà nó lây lại còn nhanh gấp đôi. Thế thì thưa anh chị em, những cái đó mời gọi tôi cũng như anh chị em, những người chúng ta đang tha thiết khẩn nài Chúa trong cơn đại dịch này, xin cho chúng con, mỗi một người chúng con nhận biết những dấu chỉ, những thời điểm
mà Chúa cảnh báo chúng con quay về với lòng thương xót Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Khi mình đón nhận lòng thương xót Chúa, nhận ra Chúa thương xót mình, thì mình sẽ biết xót thương anh em mình. Mà biết xót thương anh em mình thì có lý nào mà trong cơn đại dịch không cứu giúp nhau mà lại đi đốt phá cửa hàng, mà đi cướp bóc, mà lại đi giết người, mà lại biểu tình. Người ta đang là muốn cách ly thì mình lại ùn ùn kéo nhau đi biểu tình để nó lây nhiễm hết cho mình và cho cộng đoàn. Nếu có lòng xót thương thì mình đã chẳng chặn lại hết tất cả cái nguồn nước, mình thì hưởng sung sướng, còn biết bao nhiêu nước khác khô cạn kiệt, mùa mưa mà bị hạn hán là sao? Nếu mình có lòng thương xót thì mình biết thương xót đất nước của mình thì cũng biết thương xót những đất nước khác chứ. Có đâu mà nhà mình còn đang chưa xong mà cứ xách súng mà đi bắt nạt hàng xóm là thế nào? Nhà mình còn đang dột cái chưa kịp tắt nước thì kìa, mà cũng xách súng sang chiếm nhà người ta là sao? Là vì không có lòng thương xót, là vì không nhìn nhận Chúa là đấng đầy quyền năng, mà cho rằng mình có quyền năng, cho rằng mình là đấng toàn quyền, cho rằng bàn tay ta làm nên tất cả. Mà không nhìn nhận Chúa là đấng đầy quyền năng, không thấy rằng Chúa đang thương xót mình, cho nên mình cũng chẳng thương xót ai cả. Sống chết mặc bay, miễn là tao làm tổng thống suốt đời, tao là chủ tịch suốt đời, miễn là tao củng cố quyền lực của ta, chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng là ta là vô địch thì rồi, ta sẽ sống mãi. Thưa anh chị em, vì không nhận biết được lòng thương xót của Chúa nên không thương xót nhau, cho nên không tha thứ cho nhau. Điều mà Chúa chỉ muốn nói người ta là phải tha thứ cho nhau, mà Chúa mất cả một chuỗi dài để kể cái câu chuyện nước trời giống như ông vua kia đòi đầy tớ thanh toán sổ sách. Một người nợ rất nhiều, không có gì cả, ông vua thà đi ra ngoài gặp một người anh em mình nợ mình có một tí xíu thôi, mà bắt phải tù cho đến khi trả hết. Và kết quả là gì? Kết quả là những việc làm không có lòng thương xót, việc làm gian ác không có lòng thương xót, thì phải lãnh nhận cái hậu quả đó là gì? Là tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hình, cho đến ngày y trả hết nợ cuối cùng. Hỡi tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Tại sao ngươi không thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi? Ta đã thương xót ngươi thế nào ngươi còn nhớ không? Ngươi không có gì để trả, mà ngươi nợ ta rất nhiều, ta đã tha bổng cho ngươi. Thì tại sao người anh em ngươi chỉ nợ có một tí xíu mà ngươi bắt nó phải trả như vậy? Thì bây giờ ngươi trao cho lính hành hạ đến ngày trả cho đến hết nợ mà thôi. Câu kết, nghe cho rõ, nghe cho rõ câu kết. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, như cái ông chủ, như là ông vua đối xử với hai cái người mà một người không biết thương xót anh em của mình. Cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Chúa đã tha thứ cho tôi bao nhiêu tội. Đọc bài tin mừng này xong, tôi xét lại bản thân tôi thấy từ bé đến giờ biết bao nhiêu lần đi xin tội, biết bao nhiêu lần đón nhận ơn tha thứ. Ta tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Có những tội mình cứ xưng đi xưng lại, cứ tái đi tái lại hoài. Có những cái tội mà mình thấy nếu mà Chúa chấp tội,
Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơi, nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng vững? Chúa không chấp tội tôi, tại sao mà tôi cứ chấp tội anh em mình? Tôi cứ chấp nhất anh em mình. Tôi không chịu tha thứ cho anh em mình. Tại sao? Mà nhớ rằng nếu tôi không tha thứ cho anh em của tôi thì Chúa cũng không tha thứ cho tôi. Hàng ngày tôi vẫn đọc kinh lạy Cha, xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con. Họ có lỗi với mình có tội với Chúa, mà Chúa vẫn tha tội cho mình. Thì những cái lỗi anh em xúc phạm đến mình, có khi cố tình, có khi vô tình, tại sao ta cứ ghim vào trong đầu? Tại sao ta cứ dứt khoát không chịu tha? Tại sao ta cứ để cho những cái thành kiến, cái định kiến nó ghim vào trong đầu mà kết án anh em mình, không tha thứ cho anh em mình, không cho anh em mình có cơ hội làm lại cuộc đời, không cho anh em mình có cơ hội để họ phát huy cái khả năng của họ, phát huy cái năng khiếu của họ, phát huy cái ân sủng mà Chúa ban cho họ, mà ta chặn hết tất cả lại, không cho anh em mình một cơ hội nào cả. Ta kết án anh em mình, ta không tha thứ cho anh em mình, mặc dù chưa biết chắc chắn rằng người đó thực sự có tội hay không. Có khi là những bản án bất công không chừng. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin cho chúng con đón nhận lòng thương xót của Chúa để biết xót thương anh em mình. Xin cho chúng con đón nhận ơn tha thứ của Chúa để biết tha thứ cho anh em mình. Xin cho con đón nhận anh em như chính Chúa đã đón nhận con. Phúc cho ai biết xót thương người sẽ được Chúa xót thương. Amen. Con vào lòng Chúa.